vẫn đang trong ống vú đi. Người ấy vẻ gầy nhỉ? Người ấy vẻ yếu nhỉ? Thiếu máu này. Em bị thiếu máu hồng cầu nhỏ ấy. Em uống cả canxi với sắt. Bởi vì bác sĩ bảo đang cho con bú thì vẫn uống được ạ. Nói chung là em thì cho bú nên thành ra ban đêm là không ngủ kiểu không ngủ sâu được. Vẫn dậy đêm. Gần đây là kiểu thấy mệt mỏi ấy. Em giảm cân so với đợt tháng trước. Em bị vỡ một cái răng, ăn nó không ngon lắm. Hơi gầy, hơi yếu, hơi thiếu máu. Vâng. Do cái tâm, cái tỳ của em nó kém. Bây giờ muốn cái máu mình nó cải thiện, cái hồng cầu tốt hơn lên nữa thì uống thuốc đều thời gian. Em duy trì đều thời gian đi, xong rồi em đi kiểm tra lại hồng cầu xem như thế nào. Okay. Hôm nay cho em cứu mấy cái huyệt để cho cái người nó khỏe lên một chút, kết hợp với em uống thuốc thì anh nghĩ là sẽ tăng cân được thôi. Nó sẽ có thêm sữa cho con nữa nhá. Thì em muốn cho khỏe lên mà, đúng không? Muốn tăng cân lên một chút đúng không? Người hơi gầy nhỉ. Vâng.